nghe nghe Nhân nhắc tới chữ có đó, chữ có là nhớ anh Năm, như hình như đó anh Năm gì đó. Dạ Nhân ơi, Nhân, con hát lại đúng cái câu mà có cái chữ có được không chữ con? Chữ có đó đó con. Dời dời muôn trùng. Đó, cái này giống nha, một cái giống nha. Rồi tiếp con, nữa, tiếp nữa. Mưa thu rơi rơi ướt đầm vai mềm, người yêu ơi khóc đi lần sau cuối, để anh dỗ dành chỉ một lần thôi. Nữa, tiếp con, tiếp nữa, tiếp. Còn nữa. Rồi mai này mỗi ngã mỗi nơi, em có nhớ có thương cũng đừng buồn đừng khóc, không có anh đó. Dòng nước đi mắt bao nỗi xót xa, xin chúc cảm phúc giây này. Quá giống luôn, vỗ dạ. Tay quý vị ơi. Dạ. Hay quá. Trong câu giọng cổ đó ba chữ có, ba dạ. Chữ có mà ca ba chữ có khác nhau. Ba khuôn đều có mà con xử lý rất là khéo léo. Cô Mỹ với cô Hằng nói con ca 100%. Chú chưa đồng mà. Ý, chú chưa đồng ý. Vì vậy dạ. Cho nên là con không, phải cần chị học hỏi hơn. Ở đây chị Mỹ chị nhận xét rằng là Trọng Nhân có những cái luyến lấy rất là giống anh Vũ Linh thôi. Mà mình không thể nào mình nói người ta giống 100%. Em đâu có nói 100% đâu, giống cái này 100%. Dạ, 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 không nói. Phải, dạ, có nói đâu. Rồi, view lại. Quá giống, giống 100% luôn á. 100% luôn á. Đúng rồi, cái chữ có nãy là giống 100%. Chưa bao và giờ cái, mà bây giờ nè, cái dáng dấp con đang đứng trên sân khấu nè con, cũng con giống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa. Con thư sinh vẫn... phải không quý vị? Đó, thấy dạ, chưa? Dạ, dạ. Thấy chưa? Dạ, xin gia đình mình bớt xào xáo, gia đình mình bình tĩnh. Gia đình, trời ơi, con hạnh phúc quá. Con có hai bà dì, binh vực con bất chấp. Chưa kể hai bà dì rủ thêm mấy bà hàng xóm bên đây nữa.